đây rồi đây. Trời nóng ơi. Hổi luôn nha mẹ. Ngon quá trời ngon nè. Mẹ ăn miếng đi mẹ. Nè. Con biết ý mẹ là con không bỏ hành cho trọng đó. Mẹ thấy hấp dẫn chưa? Có giò nè. Để ta coi cái nước nêm của con nhỏ này là có nó nêm thì sao nè. Ngon mẹ. Trời ngon quá trời luôn. Ăn ăn đi mẹ, ăn hết đi mẹ. Ăn xong đi tập thể dục sau mẹ ha. Mẹ không ăn đâu con ơi. Ủa? Đủ quá. Ê. Dạ. Mai mốt có đừng nấu đồ ăn sáng, ăn tối, ăn chiều, ăn khuya gì nữa nha. Mẹ không ăn là không ăn nha. Càng ngon càng không ăn. Mà thực sự á là đây này, nhất là cái quân này nó không ăn là không ăn đó. Mẹ nói trước đó nha. Sao? Đó giờ mẹ thích cái này mà. Không ăn. Mẹ. Bà sao vậy? Nó nói rồi đừng có nấu. Nấu không chi rồi giờ mẹ chê mẹ không ăn cũng vậy à. Còn thôi đi. Không phải là mẹ tôi không ăn. Tại do con nấu dở á. Ê. Gì? Chứ sao không nói là cho mẹ ăn già mẹ nổi tính đi. Mẹ tôi nổi tính hay là tại con nấu dở thiệt. Nè. Ê. Nói nấu dở vậy mai tự đi mua nấu ăn đi nha. Không khỏi, có đâu. Khỏi cần. Nè. Ôi. Mẹ tôi biết tính mẹ tôi thì sao. Ngày mai tôi tự ra chợ tôi mua đồ ăn cho mẹ tôi được chưa. Giàu quá à. Sao mấy bữa trước không giàu thì bữa nay giàu dữ vậy. Nè đừng có làm mềm cái đó. Thôi không ăn thì đem gì cho mẹ tôi ăn. Đem tự đem đi. Mệt. Con này mẹ ơi. Trời ơi trời, cơm canh nguội hết rồi đây nè. Ra đây ngồi ăn mẹ. Con nói mẹ nghe toàn món mẹ thích không? Đâu ra vậy? Ngon lắm đó mẹ, không phải đồ ở nhà nấu đâu. Mắc tiền lắm á. Có tiền mới mua, giàu có mới mua được. Tao đã nói là tao không có ăn rồi. Sao tụi bay á sờ rần quá à. Bây giờ đồ nấu, đồ mua gì là tao đều không có ăn. Mẹ sao vậy trời? Đó, anh thấy chưa? Đồ thừa, ai nấu dở. Trời ơi, đồ mua cũng chơi dở, tôi có thèm ăn đâu. Im đi. Con nói mẹ nghe nè. Con thấy mày đi tập thể dục sáng cử, ngày chiều cũng cử. Mà bây giờ mày không ăn sao có sức tập. Con năn nỉ mày luôn, mày ăn một chén thôi nha. Một chén cho có sức rồi mày muốn đi tập cái gì cũng được hết nha. Một chén thôi. Tao ăn rồi, mệt quá à, bây giờ đến giờ tao đi tập thể dục rồi tao ăn rồi. Mày ăn nào? Mày đi ăn mình chứ nào. Còn mày á, vô con ơ gì á, mà thiệt á, ăn nói vậy. Không lẽ giờ á, tao đi ăn lén ở ngoài. Đồ mua mày cũng không ăn, mà bây giờ đồ nấu mày cũng không ăn. Tao mệt quá. Thiệt, mẹ đã mệt rồi mà mỗi lần á, mẹ gặp cái bản mặt con á, mày thấy mày mệt mỏi hơn đó con. Mày nói thiệt luôn á Long. Thì tại con thương mẹ 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 ơi mẹ 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 sao vậy sao vậy mẹ bị gì vậy mẹ nói con biết gì vậy mẹ bị trúng gió hả mẹ đây đi con đưa mẹ lên phòng gió cho mẹ nha lấy giọng mẹ say sẩm cái gì mà say sẩm mẹ bị sao vậy mẹ thiếu chất cái gì trời đó coi mẹ đi ăn ở ngoài ngon làm gì mà thiếu chất gì. Tao không có ăn ở ngoài. Chắc do thuốc giảm cân. Cái gì vậy? Trời ơi. Mẹ ơi, mấy cái thuốc giảm cân nó đâu có rõ nguồn gốc gì đâu. Mẹ uống vô là hại dữ lắm đó. Trong 2 tháng tôi cần xuống 4kg. Trời ơi. Trời ơi, thiệt á. Thôi giờ sao? Bây giờ
Chuyện làm gì nè, tao kể cho mà nghe. Xuống một cái tôi nói ba nghe một cái ình phát ra tiếng động luôn đó. Mà vậy là bệnh không đó. Tôi nói thiệt á ha, bây giờ trong người cô Vân mà khám ra một cái ha, tôi nói máu nhiễm mỡ, rồi gan nhiễm mỡ ha, rồi tiểu đường. Ôi, bệnh vậy sao được trời. Trời nghe mấy cái bệnh đó sao mà sợ. Lớn đừng có mập hiểu không? Ê, gì vậy? Dạ. Nói xấu gì à? Dạ đâu có gì đâu. Ê, nói cái cô kia. Đây. Ủa bây giờ tôi mập tôi ăn hết của ông, của cha mấy người hay gì? Ở gì lo cho tôi. Giờ á, đi về lo sức khỏe cho mẹ của mấy người đi. Không, bà cô Vân ơi, mẹ con có phân nửa cô Vân à. Ý con nói là bây giờ cô Vân lớn tuổi rồi, ăn uống phải coi lại. Chứ hiểu không, mình phải có sức khỏe, mình lo cho con, cho cháu mình. Bây giờ vậy tập thể dục hay không thấy khỏe hơn, thấy mệt phải không? Tao mệt hồi nào? Tao không hề mệt. Tao tại vì tao nực quá, tao ngồi cho nó bớt mồ hôi chứ tao không hề mệt. Trời ơi, bây giờ cô Vân ơi, con khuyên cô Vân là bây giờ nếu mà có ốm thì kiếm cách khác đi. Ốm mới khỏe bây giờ chứ mập với cô Vân mệt quá. Dạ đúng rồi, cô Vân ơi, tụi con chỉ có ý tốt thôi. Tụi con muốn cho cô Vân á hả, vận động nè. Đây nó nghe nè. Thực ra tại tụi bay ngu đần á, tụi bay không có hiểu thôi. Chứ ta nói thiệt luôn á, bây giờ mập mới khó chứ còn ốm như tụi bay á dễ ợt thôi. Trời. Bị mập á là người ta có của ăn của để, người ta ăn nhiều người ta mới mập. Chứ còn tụi bay á đói ăn đói khổ là tụi bay mới ốm, hiểu không? Chứ tao muốn ốm cho tụi bay dễ ợt chứ có gì đâu, trời ơi. Không cô Vân, bây giờ mình mà có cô ăn cô để mình mập mình bệnh á, trị bệnh cũng hết à. Bây giờ cô Vân nghỉ ốm gì tụi con được hả? Ừ. Giờ cá không? Đúng cá rồi. Không? Giờ cô Vân cá tụi con cô không? Cô Vân tưởng ốm là dễ hả? Tụi con phải ăn uống kỹ càng lắm á nha. Vậy thôi bây giờ nè, cô Vân cá cược với tụi con đi. Trong vòng 2 tháng mà cô Vân xuống được 4kg ha, tụi con thua gì cũng chịu hết trơn á. Ba cô Vân đúng rồi, chồng 10 triệu. Ờ, 10 triệu luôn. Ê, nhà tao đủ giàu để tao ăn chầu 100 triệu. Ờ, cô Vân sợ. Ăn sợ gì? Lục tỉnh. Ăn kêu bằng á hả là sơn hào hải vị. Ăn mà kêu bằng á là kêu bằng á voi chín nhà gà chín cửa. Tao cũng có tiền để tao ăn. Ai cần cá độ tụi bay chi mà cái chầu 5 triệu, 10 triệu thôi dẹp đi, nghỉ phẻ. Mà cô Vân dám cá không? Bởi vì sợ đâu dám cá. Trời ơi, nói cho bà nghe. Bây giờ nè cô Vân á, mở trên người cô Vân á là nó cứng ngắc rồi. Đúng nó rồi. Không có độ đàn hồi nữa, cô Vân hiểu không? Bây giờ cô Vân á tập thể dục cỡ nào đi chăng nữa nó cũng không ốm nổi đâu. Mở là mở người già chứ không phải là mở người trẻ nữa. Mở là tích tụ lâu ngày thành thiệt. Quá thạch rồi, nó không ốm được đâu. Giờ cô Vân cá không nổi tụi con đâu. Cô Vân đâu dám cá. Thiệt. Bởi vậy thôi đi về. Thôi đi về. Ê, đi. Tao nói tụi bay nghe nha, thiệt. Tao chấp nhận cái kèo cá độ này không phải vì là tao sợ mập, mà tại vì cái kiểu của tụi bay là cái loài mà cái quân thấy ghét. Tao chấp nhận nè. Nhưng mà giờ nè, 2 tháng nha, tao mà xuống được 4kg nha, không phải chầu 10 triệu ói ra đi con, mỗi thằng 10 triệu dám thì chơi. Chơi luôn ông ơi. Còn không ở chung tụi bay 40 triệu đền gấp đôi luôn. Trời, gần như có 40 triệu ăn đã. Quá đã luôn. Chốt chốt đơn. Yeah. Trời ơi, sao mà có cái chuyện đó mà bây giờ mới chịu nói á trời. Cái gì á thiệt. Sao mẹ không chịu nói với con sớm? Không có nói được. Tự nhiên bây giờ vì hai cái thằng mà dắt mũi chưa sạch á, bây giờ nó cá độ với mẹ vậy, tự nhiên cái mẹ nhận kèo của nó. Thì cái tự nhiên mẹ thấy mẹ trẻ trâu chứ sợ luôn. Người ta nói ra rồi nhỏ con dâu nó coi thường tao ra gì nữa, khùng quá. Mẹ sao á? Mà tao ghét bản mặt hai thằng đó. Trời ơi, con biết nó đứng nó thách đố mẹ. Mẹ nói thiệt, con đáng lý mẹ không có chấp nhận cái kèo đó đâu. Nhưng mà tại vì á, mẹ tiếc 40 triệu á, cho nên mẹ ráng mẹ giảm. Còn cái bản mặt hai đó thấy ghét lắm á. Mẹ nói thiệt luôn á, nó đứng nó làm như là cả cuộc đời mẹ sẽ không bao giờ mẹ xuống ký được á. Bữa giờ mẹ xuống được ký nào chưa? Vậy chưa xuống được. Thắng mà mẹ thắng là tụi nó mất 20 triệu. Còn nếu mà mẹ mà thua là mẹ mất 40 á, là gấp đôi á, mà không phải chung tiền mặt. Trời mặt ơi, sẽ đi về sao? Cá độ, tụi con hiểu không? Là 40 triệu là dắt nó đi ăn á. Rồi. Nó phải dắt gia đình mình đi ăn 20 triệu, chừng nào đủ cái bill đó thì thôi. Rồi
Trời ơi mẹ ơi, sao mẹ không nói với con sớm? Con có cách để giúp mẹ thắng 20 triệu của hai thằng đó. Thôi mày làm giống như mày thần tiên vậy. Trời ơi, trời ơi. Đây nè bà ơi bà, cả một tuần lễ nay rồi gần như tôi không ăn gì, tôi uống nước lọc thôi đó bà ơi, mà tôi còn không giảm được 100 cà lam nào đó bà ơi. Mẹ, mẹ nói cái chỗ này nha, nó như là cái xứ sở thần tiên vậy đó. Mẹ muốn cái gì là mẹ được cái đó. Bây giờ mẹ muốn trẻ đúng không? Làm cho mẹ trẻ liền. Mẹ muốn giảm cân đúng không? Làm cho mẹ ốm lại như thiếu nữ liền luôn. Ê, ê, không có dao kéo phẫu thuật là tao sợ lắm à nghe. Mày không biết có phải phẫu thuật thẩm mỹ. Chào bác sĩ nha. Ừ. Dạ, em chào bác sĩ. Em yên tâm. Dạ, chị. Mời con ngồi ạ. Dạ, mời con. Dạ, mẹ ngồi đi mẹ. Dạ, em chào bác sĩ. Ừ. Bác sĩ ơi, hôm nay là em phải đưa mẹ em tới đây ngay lập tức để mà tìm bác sĩ, để mà tìm hiểu cái liệu trình giảm cân cho mẹ của em. Mẹ em không biết một cái lý do gì mà tự nhiên lại đòi giảm cân, mà với một cái lý do rất là con nít, rất là mắc cười luôn, mà cứ nằm mặt phải giảm cân cho bằng được. Mà giảm cân thiếu khoa học lắm bác sĩ ơi. Nào là ở nhà là cứ ăn táo hả mẹ, uống nước lọc nè, rồi uống thuốc giảm cân nè, rồi đâu có sức đâu bác sĩ. Cho nên là mới xỉu hôm qua tức thì. Cho nên là hôm nay em phải đưa mẹ em tới đây gặp bác sĩ để mà bác sĩ nói làm sao á thuyết phục mẹ em thực hiện cái liệu trình giảm cân khoa học hơn ở chỗ của mình nha bác sĩ. Bác sĩ ơi, cái con nhỏ hồi nãy mới đi ra đó là nó cũng đến đây để nó giảm cân luôn hả bác sĩ? Đúng rồi, con cũng đang sử dụng phương pháp giảm cân nội khoa của tôi. À, cái gì nội khoa? Trời ơi, biết sao không? Dao kéo với lại mổ miết cái chỗ sâu lắm thiệt á. Tôi sợ đau lắm, tôi nói thiệt, tôi không dám làm đâu. Cô hiểu lầm rồi, thực ra giảm cân nội khoa đó là việc mình sử dụng các loại thuốc nội khoa để giúp điều hòa chuyển hóa ở bên trong cơ thể của bệnh nhân. Từ đó bệnh nhân sẽ giảm ăn một cách từ từ và cũng giảm cân một cách từ từ và rất là an toàn, không ảnh hưởng tới sức khỏe. Đó không có phải là phẫu thuật thẩm mỹ đâu mẹ ơi. Tức là cái này mình có phải nhịn ăn không bác sĩ? Không, mình sẽ hướng dẫn bệnh nhân ăn uống một cách khoa học, mà bệnh nhân hoàn toàn rất là thoải mái, có thể lựa chọn các món ăn mình thích và vẫn đảm bảo được mục tiêu giảm cân. Đó. Cái mẹ em cần là chỗ đó, bác sĩ nói rõ vô cái chi tiết, vô cái liệu trình giảm cân đó cho mẹ em giảm cân thiệt là khoa học. Thường khi mà bệnh nhân mà bị thừa cân thì mọi người hay nói là tại bệnh nhân ăn nhiều quá hay là bệnh nhân lười tập thể dục, nhưng mà cái đó thì không có đúng lắm. Ngày nay đa số mọi người thừa cân ở cái tuổi trung niên đa số là do họ bắt đầu xuất hiện các rối loạn chuyển hóa trong cơ thể do lão hóa, ví dụ như là nhược giác, giảm chức năng tuyến giáp, hay là tăng cường tuyến thượng thận, hoặc là bị bệnh tiền tiểu đường. Thì những cái rối loạn chuyển hóa như vậy nó sẽ kích thích bệnh nhân ăn rất là nhiều. Bệnh nhân mà chỉ cần chậm tới bữa ăn thôi là cả người bụng rỗng tay chân hết trơn. Mà những cái bệnh nhân như vậy mà bị mọi người trêu chọc là ăn nhiều quá, bị béo, là họ cố mà ăn kiêng là cực kỳ nguy hiểm. Họ tới giờ là phải ăn, nếu mà không ăn là sẽ bị tụt đường huyết và có thể ngất xỉu và nguy hiểm tới tính mạng. Ăn rất tốt luôn. Tôi ăn rất tốt luôn, mà y như bác sĩ nói á, là tới bữa mà không được ăn là khó chịu lắm, mau đói dễ sợ luôn á. Thành ra là mấy hôm nay nói thật sự luôn á, là khi mà không ăn rồi thiếu chất á, rồi xây sẩm chóng mặt hoài. Nhưng mà bác sĩ ơi, thực ra tôi bây giờ tôi đang rất cần một cái việc như vậy. Trong 2 tháng bác sĩ có thể làm ơn làm phước á, giảm cho tôi 4kg được không? Cái mức 2 tháng giảm 4kg chỉ là mức trung bình thôi. Với một người mà mình xét nghiệm tìm đúng cái cơ địa chuyển hóa của bệnh nhân, sử dụng thuốc cho đúng cơ địa thì 2 tháng trên mức trung bình, bệnh nhân hoàn toàn thoải mái cứ sinh hoạt bình thường, cân nó cũng tự giảm được tới mức đó. Với những bệnh nhân mà tích cực thì theo cái sử dụng thuốc đúng giờ, còn tập liền bổ sung thêm, còn chủ động ăn kiêng thêm chút thì có thể giảm 4-5kg hơn nữa, tức là có thể giảm 8-9kg trong vòng 2 tháng. Trời ơi, hơn luôn đó mẹ ơi. Rồi. Mà không, tức là chỉ có dùng thuốc thôi đó hả bác sĩ? Đúng rồi, cái quan trọng trước khi dùng thuốc đó là mình phải xét nghiệm để chẩn đoán đúng cái tình trạng chuyển hóa của bệnh nhân. Thì thường các xét nghiệm mà chuyên về bệnh thừa cân thì khi đi xét nghiệm tổng quát bác sĩ sẽ không làm. Ở đây sẽ có một số cái xét nghiệm chuyên về thừa cân để đánh giá, thứ nhất là nguyên nhân của thừa cân, cái thứ hai là đánh giá chế độ dinh dưỡng, mình sẽ
chấm điểm chính xác từng bữa ăn cho bệnh nhân, để bệnh nhân biết cái món ăn nào họ dùng là nó đang gây ra thừa cân cho họ, chứ không phải là đề nghị một chế độ ăn chung chung thì bệnh nhân sẽ khó theo và bị kiêng cữ rất là nhiều. Còn mà bây giờ mình xét nghiệm chính xác từng bữa ăn, nó tương tác đối với việc cân nặng của bệnh nhân như thế nào, thì bệnh nhân sẽ có thể lựa chọn được cái món ăn của mình thích và vẫn đảm bảo chế độ giảm cân. Thì như vậy bệnh nhân sẽ duy trì được chế độ lâu dài và thành công lâu dài, không bị tăng cân trở lại. Rồi một lần liệu trình vậy là kéo dài bao lâu hả bác sĩ? Thì trong vòng 2 tháng trung bình bệnh nhân có thể giảm 4 kg. Đó là cái mức rất là cơ bản, đơn giản. 4 tháng bệnh nhân có thể giảm 8 kg, 10 kg. Mình đã có nhiều bệnh nhân theo mình 8 tháng 1 năm giảm 20-30 kg cũng rất là nhiều. Trời ơi, thì đó, thực ra là tôi cũng muốn giảm nhanh giảm lẹ. Nói tóm lại là tôi chỉ muốn là trong 2 tháng mà tôi giảm được 4 kg thôi. Tại vì có những cái quân á, mà nó nói tôi á, bác sĩ biết, nó nói tôi là bây giờ á, cái mỡ của tôi nó bị quá thật rồi, nguyên đời không bao giờ có thể ốm được đó. Vậy dẫn đó mà đi giảm cân cho bằng được đó. Đó là vì họ chưa hiểu về cái bệnh thừa cân. Thực ra bệnh nhân thừa cân nếu mà được xét nghiệm đúng phương pháp để tìm ra cái rối loạn chuyển hóa và sử dụng những loại thuốc điều hòa chuyển hóa mới dành cho bệnh nhân thừa cân, thì tỷ lệ thành công của những thuốc mới hiện nay rất là cao, hơn 90% bệnh nhân có đáp ứng tốt. Thành công là tiền con lo nha. Mẹ yên tâm, cứ để cho con lo. Ừ, đó, vợ chồng phải lo chứ mẹ làm có tiền. Trước hết mình sẽ dùng máy điện sinh học để phân tích các thành phần cơ, mỡ, xương, nước ở các bộ phận trên cơ thể để mình lên cái chương trình ăn uống hay là tập thể dục phù hợp với cô. Rồi sau đó mình sẽ ghi cho cô một số cái xét nghiệm chuyên biệt để cô đi truy tìm cái bệnh mà có thể thúc đẩy gây thừa cân. Tức là mình phải đi xét nghiệm. Rồi về đưa cái kết quả cho bác sĩ. Đúng rồi. Rồi bác sĩ sẽ đưa cái thuốc nó phù hợp với cơ thể. Đúng rồi. Nhưng mà bây giờ làm ví dụ mà xài cái thuốc rồi nó có cái phản ứng phụ gì không, hay là với người lớn tuổi vậy rồi nó có bị ảnh hưởng gì về sức khỏe không? Với cái thuốc giảm cân thế hệ mới thì tỷ lệ tác dụng phụ rất là thấp. Chỉ có một ít rối loạn tiêu hóa như là đầy hơi, chua, nhưng mà những cái đó thì rất là dễ xử lý. Còn mà việc viêm gan, viêm thận thì là hoàn toàn không có. Thuốc này có chứng chỉ, và trong chứng chỉ có ghi rõ bệnh nhân suy gan, suy thận mãn, không ở giai đoạn nặng thì vẫn có thể sử dụng được. Mà bệnh nhân bị tiểu đường tim mạch mà sử dụng cái loại thuốc này là đặc biệt có lợi hơn bình thường nữa, giúp giảm nguy cơ tim mạch tiểu đường cho bệnh nhân. Vậy luôn hả bác sĩ? Là quá tốt rồi bác sĩ ơi, chứ mẹ em lớn tuổi rồi, mấy cái đó là an toàn cho mẹ mà giảm cân được lắm, chắc ăn cái kẹo này rồi mẹ ơi. Rồi cái này là với người lớn làm được. Rồi cái con nhỏ hồi nãy nó cũng làm được luôn hả? Vâng, đúng. Thuốc theo đúng chứng chỉ của thuốc thì thuốc này có thể dùng cho bệnh nhân thừa cân từ 12 tuổi trở lên, không có giới hạn. Vậy là bữa sau mà con có lỡ ăn mà con lên, con cũng làm được luôn. Thì đó, hai chồng mày tự tính chứ còn tiền là mẹ không có lo đó nha. Bệnh nhân chống chỉ định với thuốc này thì rất là hiếm. Tuy nhiên mình vẫn sẽ làm cái xét nghiệm để sàng lọc, để đảm bảo là bệnh nhân cơ địa có thể dùng được. Không có phản ứng phụ gì luôn. Không phản ứng phụ, chỉ có một ít rối loạn tiêu hóa, như là hơi đầy hơi rồi cái thì không sao. Thôi bây giờ chắc, tức là bây giờ sau khi xét nghiệm xong là tới là bác sĩ cho thuốc liền luôn đúng không? Đúng rồi. Rồi làm sao là 2 tháng là phải giảm 4 kg cho tôi. Ok, hiện nay tổng cân nặng của cô đang là 86 kg, trong đó riêng khối lượng mỡ là 42 kg. Thì sau 2 tháng điều trị cô cứ yên tâm, đảm bảo với cô là sẽ giảm đi 4 kg mỡ, trong đó thì xương và cơ lại còn cải thiện nhiều hơn chứ không hề bị ảnh hưởng tới cơ xương. Tức là mỡ gì vậy bác sĩ? Mỡ xấu hay là mỡ thịt hay là mỡ nội tạng hay là cái mỡ gì? Mỡ tổng mỡ trên toàn cơ thể là 42 kg, trong đó mỡ nội tạng thì đang là 13 kg. Thì trong vòng 2 tháng tiếp theo thì mỡ nội tạng của cô sẽ giảm khoảng 2 kg, rồi mỡ dưới da cũng giảm khoảng 2 kg. Tổng trọng lượng mỡ của cô thì chắc chắn sẽ giảm hơn 4 kg sau 2 tháng của cô, rồi cứ yên tâm. Con nhớ ghi rõ cái mỡ nội tạng, tại vì cô cần cái đó dữ lắm nha con nha. Giảm mỡ nội tạng để bớt bệnh đúng không bác sĩ? Đúng rồi. Rồi, cảm ơn bác sĩ nhiều. We'll be right back.
con Vân thật quá ha. Trời ơi, tóc giả đi dằn mặt mấy người đó. Trời ơi, tóc giả lắm cô Vân. Trời ơi, cô Vân ốm như vậy nè là cô Vân rất là tập tành khổ luyện, xuống ký rất là nhiều luôn. Vất vả, vất vả. Wow. Nói hết chưa, vấn đề là có mang theo 20 triệu không? Dạ, dạ thì ý là tâm lý tụi con tới đây là lãng 40. Dạ, tâm lý là... Cô có chuyển khoản không? Hả? Cô Vân đã nói là cô Vân không có nhận tiền mặt. Đây không phải là cá độ nghe. Cờ bạc là bắt thằng Bần nghe chưa. Ở đây cô Vân đang muốn á là mình sẽ đi ăn với nhau để mình tận hưởng cái thành tích, cái gọi là sao, cái thành công của chúng ta. Cho nên rằng thì là khi nào mà cái bill của tụi con nó đủ 20 triệu thì lúc đó chúng ta sẽ không gặp nhau nữa. Dạ. Cô Vân ốm như vậy thì có bao nhiêu tụi con muốn chịu. Nhưng mà cô Vân định đi ăn lại thiệt hả? Mập nha. Ờ đúng rồi, ăn cỡ 10 triệu lên ký củng nha cô. Không đợi tới 20 triệu đâu. Nói nghe nè. Dạ. Cái việc á mà cô Vân đi ăn là việc cô Vân. Còn cái việc mà tụi con trả tiền đó là việc của tụi con. Yeah. Và để tụi mình bớt gặp nhau lại, thời gian gặp nhau nó ngắn đi đó. Yeah. Thì cô Vân sẽ đi chung với lại con trai và con dâu của cô Vân. Oh. Mỗi bữa có hẹn khuyến mãi. Đã luôn. Sao? Dạ, cô Vân có ăn gì? Có điều gì băn khoăn? Dạ, không có gì. Dạ thì con định hỏi là có đem đủ tiền không? Tầm mà tại cái ngân hàng mức thẻ còn tới 50 lần. Wow. Sao? Ủa? Vậy giờ con muốn ăn cái gì? Có nghĩa là bây giờ con ăn bào ngư bí cá được không nè? Abalone ông sủi. Ngay bây giờ con muốn ăn cua. Cua à? Nếu vậy mình sẽ là vua cua cho thực đơn vào ngày mai. Cô Vân lên menu y như là nhà hàng 5 sao đi tour vậy đó. Chi tiết quá. Vậy mình đi luôn ăn không? Nói tóm lại là bây giờ á nha, là mình làm gì ta? Get go. Get go.